đây vài ngày, chúng tôi đã từng đưa tin vụ việc lãnh đạo Quảng Ngãi chỉ đạo kỷ luật nặng với hai cán bộ trong chính quyền từ chối tiêm vaccine. Vậy liệu các địa phương khác có tình trạng này không và họ xử lý dựa theo quy định nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Mới đây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ kỷ luật cán bộ từ chối tiêm, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Tương tự, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ có biện pháp xử lý và quy trách nhiệm đối với trường hợp từ chối tiêm dẫn đến lây lan dịch bệnh. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cán bộ nhà nước cần phải thực hiện đúng chủ trương. Ông Minh cho biết tại một số cơ quan đơn vị, địa phương có trường hợp cán bộ đủ điều kiện tiêm vaccine nhưng lại không tiêm đúng lịch. Từ đó, những người này có thể gây nguy cơ lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng đến công việc và những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo cơ quan chủ quản phải xem xét kỷ luật hai trường hợp một thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi và một người là nhân viên của ban quản lý dự án các công trình giao thông thuộc tỉnh và yêu cầu tất cả các cấp sở của tỉnh phải kiểm tra ra soát việc tiêm vaccine của tất cả cán bộ nhân viên trực thuộc đơn vị Ông Minh nói, nếu phát hiện có trường hợp cán bộ nhân viên nào, trừ trường hợp không thể tiêm phòng và được bác sĩ xác nhận chưa tiêm vaccine như hai trường hợp nêu trên, phải thực hiện xử lý kỷ luật mức cao nhất theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong bối cảnh ghi nhận mỗi ngày khoảng 1.000 ca mắc mới cùng nhiều ca tử vong, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương tập trung rà soát trường hợp chưa tiêm vaccine, đồng thời cho biết sẽ xử lý người đứng đầu đối với các trường hợp người dương tính chưa được tiêm vì lý do địa phương chưa tổ chức tiêm, ngoại trừ những trường hợp có chống chỉ định tiêm chủng. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đã giao cho Sở Tư pháp nghiên cứu các văn bản về mặt pháp lý, tham mưu, biện pháp xử lý những người từ chối tiêm vaccine với lý do không phù hợp. Đồng thời, buộc các đối tượng này phải chịu trách nhiệm khi mắc và làm lây lan dịch bệnh Trao đổi về vấn đề này, đại diện Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cho rằng, mục tiêu tiêm chủng đã được nhà nước đặt ra để giảm ca mắc cộng đồng, ca chuyển nặng và giảm tối đa ca tử vong. Đây là chủ trương lớn mà cả hệ thống chính trị thực hiện trong thời gian qua để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Vì đại diện này cho biết, trừ những trường hợp có lý do chính đáng theo chỉ định của bác sĩ, thì hiện nay có thể căn cứ vào những nội dung được quy định trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, và Nghị định 117 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để xử lý các trường hợp từ chối tiêm vaccine dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngoài ra, với đối tượng là cán bộ, công chức có thể bị xử lý theo luật cán bộ, công chức vì không chấp hành chủ trương. Vì đại diện này nói, qua 2 năm dịch bệnh, mọi người đã thấy rõ giá trị của vaccine, lợi ích thấy rõ nên cho dù anh tự tin khoe rằng mình khỏe, từ chối tiêm cũng nên nghĩ đến cộng đồng, nghĩ đến những người xung quanh trong tuần này sở tư pháp sẽ có tham mưu tất cả nội dung pháp lý để thành phố triển khai cho các địa phương tiến hành xử phạt những người từ chối tiêm vaccine khi không có lý do chính đáng